Kết quả Liverpool 5-1 West Ham, ngược dòng mãn nhãn. Ở vòng 3 cúp liên đoàn, Liverpool dù bị West Ham dẫn trước song đã tạo nên màn ngược dòng tuyệt vời để đè bẹp đối thủ 5-1. Qua đó giành vé vào vòng 4. Liverpool đại thắng ở cúp liên đoàn. Bàn thắng Liverpool, Jota 25, 49, Salah 74, Gakpo 90, 93. West Ham, Quang Sa 21 phản lưới. Thẻ đỏ West Ham, Alvarez 76. Không giống như nhiều ông lớn của Premier League, Liverpool phải chạm trán một đối thủ ở cùng giải đấu tại vòng 3 cúp liên đoàn thay vì một câu lạc bộ hạng dưới. Tân binh Federico Chiesa lần đầu được đá chính bên cánh phải, thế chỗ Mo Salah. Điều này thực tế đã gây ra được khó khăn cho Liverpool song không quá nhiều. Phút 21, Terrez bị West Ham chọc thủng lưới khi trung vệ trẻ Jarel Quansah vô tình đốt lưới nhà. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà The Hammer làm được bởi sau đó trở thành một cuộc thảm sát của Liverpool. Chiesa lần đầu đá chính cho Liverpool. Chỉ 4 phút sau, Liverpool đã gỡ hòa sau cú đánh đầu của Diogo Jota. Người kiến tạo là Chiesa với cú đá đập đất tìm đến đúng vị trí của Jota. Ở quãng thời gian sau đó, Terrez tạo ra sức ép lớn về cầu môn West Ham nhưng cũng phải tới đầu hiệp 2, họ mới có bàn vượt lên nhờ công của Jota. Thừa thắng xông lên, Liverpool bóp nghẹt West Ham bằng những pha lên bóng tốc độ để rồi lần lượt Salah và Gakpo, cú đúp, tỏa sáng để mang về chiến thắng ngược dòng mãn nhãn 5-1 chung cuộc. Cuối tuần này, Liverpool sẽ trở lại Premier League làm khách trước Wolves ở vòng 6. Đội hình ra sân: Liverpool, Keller, Bradley, Quansah, Gomez, Tsimikas, Endo, Jones, Gakpo, Chiesa, Nunes, Jota. West Ham, Fabianski, Kufal, Todibo, Kimman, Creswell, Carlos Soler, Alvarez, Southgate. Bowen, Ings, Sumevin,